Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Những ngày qua, phụ huynh học sinh trường tiểu học Quang Trung thành phố Huế phản ánh bữa ăn bán trú 27.000 đồng không đảm bảo chất lượng. Theo hình ảnh phụ huynh chia sẻ, bữa ăn bán trú buổi trưa tại trường với vài mẫu sườn heo, trà trứng chiên, đậu xào và cơm trắng. Theo tìm hiểu, mỗi phụ huynh phải đóng 27.000 đồng một suất ăn bán chú cho con tại trường, bao gồm một bữa ăn trưa và một bữa nhẹ là một hộp sữa chua vào đầu buổi chiều. Ngoài ra, đóng thêm 10.000 đồng một bữa để hỗ trợ nhân viên, giáo viên bán chú và tiền ga trong mỗi bữa ăn. Một nữ phụ huynh có con đang theo học lớp 3 trường tiểu học Quang Trung chia sẻ, chị suýt khóc khi thấy hình ảnh bữa ăn bán chú buổi trưa của con tại trường học leo tèo đến như vậy. Cũng theo những phụ huynh này, đây không phải lần đầu tiên họ phản ánh về việc bữa ăn bán chú của học sinh ở trường không đảm bảo chất lượng. Các phụ huynh đề nghị sự việc này được làm rõ. Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Thế Sinh, hiệu trưởng trường tiểu học Quang Trung khẳng định, hình ảnh khay cơm bán chú mà phụ huynh phản ánh sau đó lan truyền trên mạng không phải bữa cơm mà trường chuẩn bị cho các cháu. Ông Sinh cho biết, hình ảnh chụp đúng là ở trường, tuy nhiên khay cơm đó không đúng với thực tế mà nhà trường chuẩn bị. Theo ông Sinh, bữa ăn 27.000 đồng trong đó có 5.000 là tiền sữa bữa lỡ cho học sinh và 800 đồng tiền ga. Còn phụ huynh đóng thêm 10.000 đồng là tiền để các bảo mẫu chăm lo phục vụ cho việc các cháu ăn ngủ, chứ không phải là tiền để phục vụ bữa ăn. Về hình ảnh 6 khay cơm của học sinh được lan truyền trên mạng, ông Sinh cho biết hình ảnh đó không đúng vì nhà trường chuẩn bị bữa cơm cho học sinh sẽ không bao giờ sắp xếp như vậy. Tối đa bàn nhựa chỉ xếp được 4 khay. Lãnh đạo trường tiểu học Quang Trung cho biết, hiện nay đơn vị vẫn đang tổ chức xác minh việc những hình ảnh đó xuất phát từ đâu, tại sao lại có những hình ảnh đó, những người đưa hình ảnh đó nhằm mục đích gì. Khi có kết quả sẽ báo cáo cho phòng giáo dục và đào tạo, Ủy ban nhân dân thành phố Huế. Liên quan đến vụ việc trên, ông Trương Đình Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế cho biết đang yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo và xác minh sự việc. Ông Hạnh cho biết, khi kiểm tra thực tế, bữa ăn chuẩn bị cho học sinh đầy đủ, khác so với hình ảnh phụ huynh phản ánh. Qua sự việc này, chúng tôi yêu cầu trường chấn chỉnh, đảm bảo bữa ăn bán trú cho học sinh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế cho biết, thời gian tới sẽ chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra giám sát công tác bán trú, nhất là chất lượng bữa ăn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.